Có vẻ như chiến thắng đậm 4-0 trong ngày ra quân đã giúp đội tuyển U17 Việt Nam giải tỏa áp lực tâm lý khi bước vào loạt trận thứ hai gặp U17 Nepal. Bằng chứng là ở trận đấu diễn ra tối qua, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn chơi tấn công dồn dập và liên tiếp có được các bàn thắng. Chỉ trong vòng hơn 15 phút bóng lăn, các cầu thủ áo đỏ đã 3 lần chọc thủng lưới đối phương với các pha lập công của Công Phương, Hoàng Sơn và Đình Thượng. Đến phút 29, cách biệt tiếp tục được nới rộng cho U17 Việt Nam với pha thoát xuống và cứa lòng đẹp mắt của Long Vũ. Sau giờ nghỉ, các chiến binh sao vàng tiếp tục chơi lấn lướt đối thủ, nhưng các tiền đạo lại bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Phải đến pha dứt điểm quyết đoán của Văn Danh ở phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, tỷ số mới được ấn định 5-0 cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn. Với việc Thái Lan chỉ thắng 3-1 trước Đài Bắc Trung Hoa ở trận đấu diễn ra trước đó, U17 Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng F do hơn đội bóng xứ chùa vàng về chỉ số phụ, qua đó nắm ưu thế trước trận quyết đấu giữa hai đội vào tối mai. Ở buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cho biết ông hài lòng với kết quả cũng như màn trình diễn của các học trò. Sở dĩ chúng ta chỉ có được thêm một bàn thắng trong hiệp 2 bởi ban huấn luyện đã chỉ đạo các cầu thủ chơi đơn giản để giữ sức, tránh thẻ phạt trước cuộc đối đầu quyết định với U17 Thái Lan ở lượt đấu cuối. Ông Nguyễn Quốc Tuấn cũng chia sẻ không hề e sợ Thái Lan và mục tiêu của toàn đội là ngôi đầu bảng, đồng nghĩa với tấm vé trực tiếp dự vòng chung kết U17 châu Á 2023. Trận đấu rất đáng chờ đợi giữa U17 Việt Nam và U17 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày mai,